Hello. Hello. Sit down. Okay. 위다님은 안 좋은 거야. Vorrei tagliare i capelli, per favore. Yes, yes. Fate anche la barba? No. Ok, allora mi fai i capelli. Ok. Ma tu come ti chiami? Yes. Ma mi capisci quando ti parlo? No. Vabbè, tagliami i capelli, dai. Ok. Oggi ho sentito che tagliare i capelli è gratis. Yes. Quindi non devo pagare niente? No. Ah, ok. Okay. Allora, grazie. Ok. Allora, è mio. Ủa, hôm nay ăn không có kiếm gì nha. Tuyệt vời nhé. Nói là sao anh chứ? Không có nói gì mà tụi tụi nó bị phí luôn anh chứ. Anh biết ok luôn không hiểu chứ. Ai biết đâu, tưởng nó trả tiền. Chết rồi, anh chí ơi. Trời, trời này vui và ngang. Trời lại lắm mà ngang.